Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em tới cái bài 7.43 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cái em hai bài còn lại em nha. Đó chính là bài 7.44 và 7.45. Nói chung là những bài này tương đối là dài em ạ, tương đối dài. Để chúng ta cố gắng. Ở đây người ta cho vậy, cho hình chóp SABCD, có đấy ABCD là hình thang cong. Nó là hình thang cong chứ không phải là hình chóp. À, chụp đều không biết nó vuông ha. Có AB song song với CD. AB BCD A là bằng A và CD là bằng 2A, nghĩa là cái CD người ta nói như vậy nghĩa là nó sẽ là đáy gì? Nó sẽ là đáy lớn. Còn AB đây chính là đáy đáy nhỏ này. Biết hai cái mặt SAC và SBD cùng vuông góc với mặt đáy ABCD. Và chúng ta có SA là bằng là A căn 2 của 2. Tính theo A khoảng cách từ S đến mặt phẳng ABCD và thể tích của khối chóp. Như vậy trong đây nó có hai yêu cầu em. Nó có hai yêu cầu mà chúng ta cần phải làm. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái hình ra. Hình thang cong. Hình cong như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là ta sẽ vẽ cái đáy lớn, ở đây là 2A. Nằm ở phía trên này. Như này là cái đáy nhỏ. Không cần ha. Như vậy thì đây chính là A B C D. Thành công chúng ta sẽ nói hai cái đường chéo của nó. Ở trong vở chúng ta nó có cái ô ly, chúng ta cắm rất là dễ. Ta gọi ô là giao điểm của hai đường chéo hình thành công AC và BD cắt nhau tại ô. Thì từ ô đây chúng ta sẽ xác định được cái đỉnh chóp đỉnh S ở đây. Ta nói lại, rồi đó đấy chưa. Như vậy ở đây là A, ở đây A và ở đây A, và thằng này là 2A. Biết cái thằng SA đây là bằng A căn 2 của 2. Tính theo A khoảng cách từ S cho tới mặt phẳng ABCD. Như vậy khoảng cách từ S cho tới mặt phẳng ABCD đó, chúng ta nhìn ngay thì đó chính là gì? Đó chính là SO. Có đúng không nào? Tại vì O đây chính là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABCD. Nhưng mà ở đây cái khoảng cách mà từ S cho tới mặt phẳng ABCD nó chính là bằng SO. Nhưng mà nhiệm vụ bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái SO nữa là sao? Được nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kể các cái đường phụ để chúng ta tính nha. Bây giờ thầy sẽ kể cái anh xuất phát từ A đây em. Chúng ta sẽ kiểm thầy cái AH vuông góc với DC tại H. Tương tự từ B chúng ta sẽ kể căn ở đây là K vuông góc, được chưa? Đó, sau đó chúng ta thấy rằng là ở đây là AB bằng A. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy khi chúng ta kẻ thì cái anh tứ giác ABKH này chính là hình gì? Là hình chữ nhật. Là hình chữ nhật thì ở đây AB bằng A thì anh HK này cũng sẽ bằng A. HK bằng A, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xét chúng thấy hai tam giác này AHD em thấy không? Và tam giác BKC. Hai tam giác này nó có gì em? Ta có AD thì bằng BC. Chúng ta có góc H là bằng góc K, là mọi góc bằng 90 độ. Và ở đây chúng ta cũng có hai góc ở đấy đây. Góc D là bằng góc C, tại vì cái hình ban đầu là ABCD là hình gì? Hình thang cong. Hình thang cong. Do đó hai tam giác này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là gì? Kem cạnh. Đúng không? Cạnh gì em? Góc cạnh góc. Theo trường hợp đặc biệt á, cạnh gọi là cạnh hiền.
góc nhọn, cạnh hiền góc nhọn theo trường hợp của hai tam giác vuông, cạnh hiền góc nhọn, được chưa? Nên từ đó chúng ta sẽ suy, ta sẽ tính ra được DH và CK, được đúng không? Như vậy thì cái âm DH sẽ bằng CK, thì sẽ bằng cái gì? Cả cái đoạn DC trừ cho cái đoạn, tại vì DH thì bằng CK, đúng không? Đoạn này thì bằng đoạn này, mà cả cái âm DC này gồm có ba đoạn, đoạn nhất là DH, đoạn thứ hai là HK và đoạn này CK, thì chúng ta sẽ có DH sẽ bằng CK. Chúng ta lấy DC trừ cho HK và chia cho mấy? Chia cho 2. Như vậy DC chúng ta là 2A, HK là A, đây chia 2 thì kết quả đây sẽ bằng là A trên 2. Như vậy hai cái đoạn này chúng ta đã tính được là bằng A trên 2 và đây chính là bằng A trên 2. Đây hiểu chưa? Như vậy từ đó chúng ta sẽ tính ra được cái âm CH ở đây. Như vậy CH này sẽ bằng HK cộng cho CK sẽ bằng A cộng cho A trên 2, thì thằng này sẽ bằng là 3A trên 2. Hiểu không? Khi đó chúng ta sẽ tính được cái gì em? Có CH rồi. Có CH rồi chúng ta sẽ tính giùm thầy cái âm AH. Tính được không? Ở đây chúng ta có CH thì chúng ta sẽ tính ra được AH. Được. Chúng ta chỉ việc xét trong tam giác vuông gì các em? Đó chính là AHD, chúng ta sẽ tính ra được cái gì? Ta được tính được AH, tại vì thằng DH này có rồi, thằng AD này có rồi. Rất là dễ, chúng ta sẽ tính ra được AH ở đây. Theo Pythagore, ở đây chúng ta đã có DH và có AD, ta sẽ tính ra được. Và kết quả ở đây chúng ta tính ra được bằng A căn 2 của 3 trên 2 này. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta sẽ tính ra được, khi chúng ta tính ra được AH rồi thì chúng ta sẽ tính ra được AC. Nghe hiểu không? Có AH thì chúng ta sẽ tính ra được AC. AC là chúng ta dựa vào trong tam giác AHC. AHC vuông tại H thì AC này có phải bằng căn bậc 2 của AH bình cộng HC bình không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Cái HC có rồi. Chúng ta có AH có rồi, chúng ta thế cho đây. Và chúng ta tính toán ra thì này cái anh AC là bằng A căn 2 của 3 nha. Tí này sẽ đưa cho em bài giải chi tiết cho em xem. Mặt khác vì ở đây AB nó là hình thang cong, nên hình thang nên là hai cái cạnh đấy nó sẽ song song nhau, nghĩa là AB sẽ song song với lại DC, đúng không? Nên từ đó chúng ta sẽ lập được cái tỷ lệ là gì em? Ta có AO trên gì? OC sẽ bằng gì em? Sẽ bằng AB trên gì? Trên CD theo hệ quả của định lý Thales, hệ quả định lý Thales em. Sau đó chúng ta sẽ tính ra được cái gì em? Chúng ta sẽ tính ra được cái AO này. Có AO, từ đây chúng ta sẽ tính ra được AO. Có AO, chúng ta sẽ tính ra được SO. Vậy thôi. Cái AO này chúng ta dựa vào hệ quả nhé, hệ quả của định lý Thales. Còn SO này chúng ta sẽ dựa vào là Pythagore. Là xong. Được chưa? Là xong cái khoảng cách. Và cái SO này chúng ta tính ra ở đây nó sẽ bằng là A căn bậc 2 của 15 phần 3 các em nha. Rồi, được chưa? Bây giờ sau xong cái khoảng cách rồi thì bây giờ chúng ta tính tới thể tích. Cái thể tích của chúng ta có phải sẽ bằng 1 phần 3 nhân cho đường cao và nhân cho diện tích đáy ABCD. SO có rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta đi tính diện tích đáy này thôi. Diện tích đáy của chúng ta là hình thang. Diện tích đáy hình thang là diện tích của ABCD á, thì sẽ bằng là đáy nhỏ cộng đáy lớn và nhân cho nó đường cao. Chúng ta ở đây là chúng ta chọn một trong hai là AH hoặc là BK cũng được. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là AB cộng CD nhân đường cao, đây chúng ta chọn là AH đi, chia 2. Như vậy đây sẽ ra được là A cộng 2A có đúng không? 2A và cộng cho cái đường cao này chúng ta tính AH. AH ở đây là A căn 2 của 3 trên 2, chúng ta thế chỗ đây. Ở đây chúng ta chia 2. Em hiểu không? Nhưng mà cái này chúng ta tính toán ra được là 3A bình phương căn bậc 2 của 3 trên 4. Như vậy diện tích có rồi. Đây. Thì bây giờ chúng ta thế vào chỗ đây.
Như vậy V này chúng ta bằng 1 phần 3 nhân SO, SO chúng ta là bằng A căn 2 của 15 trên 3. À, thằng này là ra được là 3. 3A bình phương căn 2 của 3 trên 4. Được không nào? Nhưng mà kết quả ở đây V này sẽ bằng là gì? A mũ 3 căn 2 của bao nhiêu? 45. À, 3 x 3 9. À, 3, 3 này hết rồi nè. Đây là 12. Như vậy nó ra được A mũ 3 căn 2 45. 5 là 9 nhưng ở đây là 3 căn 2 của 5 trên 12. Như vậy bằng A mũ 3 căn 2 của 5 trên 4 nè. Xong. Hiểu chưa? Đó. Xong nghe. Ha. Bài dài ghê, dài không nghe. Đây, cái hình vẽ cho em thấy chi tiết này. Đó, rõ ràng nghe. Ta thể bấm trên màn hình lại. Ở đây chúng ta thì vẽ vuông góc ở đây. Thằng này là A, ở đây A và đây A này. Đúng không? Thằng này chúng ta tính bằng A trên 2 này, thằng này lại bằng A trên 2 này em. Còn cái thằng HK này cũng bằng A này. Đó. Rồi. Đây nghe. Toàn bộ bài giải cho ông ta này. Tính theo trình tự nghe. Ta chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Từ đó chúng ta suy ra DH sẽ bằng CK sẽ bằng DC trừ HK chia 2. Nha. Bài này rất khó chứ không phải là đơn giản nha các em nha. Sau đó chúng ta sẽ tính lần lượt AH, có AH rồi chúng ta sẽ tính được AC. Có AC chúng ta sẽ tính ra được AO. Cái thằng này là dựa vào cái hệ quả định lý Thales nha các em nha. Đây hệ quả định lý Thales nha. Còn thằng này là Pythagore các em nha, Pythagore. Thằng này chắc chắn là Pythagore rồi. Thằng này cũng là Pythagore ha. Tới thời điểm bây giờ thì chúng ta cũng không cần, không cần viết, giáo viên tự hiểu. À, tự hiểu. Các em rõ chưa? Ta thầy bấm dừng màn hình lại để các em ghi chép nha. Thầy đưa làm một lần nữa này. Nó nằm gọn trong màn hình nên ta sẽ thấy rất là dễ hiểu, dễ ghi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng nha. Bài cuối cùng. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng em. 7.45. Tới thời điểm bây giờ rất là đuối rồi em. Thực sự em là làm phần hình học không gian này nhất hết cả não em ạ. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cái cây cột AB có chiều cao là bằng 10m. À, cây cột AB có chiều cao là, thầy nói chiều dài nhé. Chiều dài đây là bằng 10m. Và tạo với mặt đất góc ở đây là 80 độ. Tại một thời điểm tại một thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của cây cột trên mặt đất dài 12m và tạo với cây cột một góc bằng ở đây là 120 độ. Tức là cái góc ABC là bằng 120 độ. Tính góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm đó trơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái hình ra, đọc lại một lần nữa là vẽ cái hình ra. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tính toán em nha. Rồi bây giờ thầy sẽ tiến hành đọc lại rồi vẽ hình cho em nha. Trên mặt đất phẳng người ta dựng một cây cột AB có chiều dài là bằng 10m và tạo với mặt đất với một góc là 80 độ. Thì bây giờ chúng ta hình dung cái mặt này là mặt đất này. Đúng nè. Thì bây giờ cây cột AB của chúng ta đây. Đây nghe, ở đây là A, ở đây là B, tạo với cái góc mặt đất ở chúng ta của chúng ta, đây là ví dụ như cái thằng ở đây là góc mặt đất ở đây, thì góc này là bằng 80 độ nè. Và cái AB, AB của chúng ta là 10m, được chưa? Tại thời điểm ánh sáng mặt trời, bóng của BC của cây cột trên, nghĩa là bóng, ví dụ mặt trời ở phía bên đây,
thì anh chiếu theo hướng này thì cái bóng của nó sẽ rơi vào ở đây, đúng không? Mặt đất dài đây là 12 mét, BC ở đây, đây là 12 mét, và tạo với cây cột một góc bằng 120 độ, tức là góc ABC là bằng 120 độ, thì là cái góc ở đây này sẽ bằng 120 độ. Tính góc giữa mặt đất, giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm đó trên, nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính cái góc gì em đó, đó chính là cái góc và chúng ta sẽ nối CVH lại. Ta nói AH ở đây và người ta nói AC đây, nghĩa là chúng ta sẽ đi tính dùng thẳng cái góc ở đây này, góc ACH chúng ta gọi là góc alpha đây. Ta tính cái góc này này, để tính cái góc ACH này thì ở đây chúng ta thấy là cái tam giác AHC là vuông tại H ở đây, tính đúng này, vuông tại H. Thì để tính góc này thì chúng ta cần phải tính gì? Góc ở đây, nếu chúng ta tính ra được AH và chúng ta tính ra được AC, AC là cạnh hiền, chứng tỏ chúng ta sẽ có là sin của góc alpha ở đây sẽ bằng AH là đối chia cho hiền là AC. Nhiệm vụ bây giờ chúng ta sẽ đi tính AH bằng bao nhiêu và AC bằng bao nhiêu nữa ra. Ta dựa vào các số liệu này để chúng ta tính. Được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có 12 mét, ở đây có 10 mét, ở đây có góc, chúng ta sẽ tính ra được AC. Chúng ta sử dụng định lý cosin. Chúng ta sử dụng định lý cosin nên chúng ta sẽ tính được này. Ở đây là AC bình phương sẽ bằng là AB bình phương cộng cho BC bình phương và trừ cho 2 ở đây cho AB nhân cho BC và nhân cho cos của góc sin giữa là ABC. Ta thế số vô, ở đây là bằng 10 bình phương cộng 12 bình phương trừ cho 2 nhân cho 10 nhân 12 nhân cho cos ở đây của góc 120 độ. Và ở đây chúng ta tính ra được AC bằng sẽ bằng 2 căn 2 của 91 em nha. Mét. Nhưng mà người ta đã có AC ở đây rồi. Ở đây là bằng 2 căn 2 của 91 mét. Bây giờ người ta đi tính AH nữa. AH thì người ta xét trong tam giác vuông AHB, góc ở đây có rồi, độ dài cạnh hiền đây có rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng sin để chúng ta tính AH. Thầy thì tính luôn ở đây cho các em xem này. Như vậy thì ở đây chúng ta có sin của 80 độ sẽ bằng là AH chia cho AB. Từ đây chúng ta suy ra AH sẽ bằng là AB, sin thì bằng đối chia hiền này, sẽ bằng sin ở đây của 80 độ. Như vậy AB chúng ta bằng 10 nhân sin của 80 độ. Được nào? Như vậy chúng ta có AH rồi, chúng ta có AC rồi, thì chúng ta thế ra vô cái chỗ góc này là xong. Hiểu chưa? Đây, ta thế AH vô chỗ đây. Và chúng ta thế AC chỗ đây. AC có rồi này. Ta có AH ở đây rồi này. Và chúng ta sẽ tính ra được. Suy ra cái góc alpha ở đây là gần bằng là 31 độ em. Khoảng tầm 31 độ. Hiểu chưa? Nha. Cái hình đã có sẵn đó rồi em. Rồi, chúng ta sẽ nhớ AB đây là 10 mét này, thằng CB đây là 12 mét. Chúng ta sẽ tính AC đây là bằng 2 căn 2 của 91 mét này. Cái thằng AH này chúng ta sẽ tính ra được. Để coi thử bấm cái chỗ 10, ta bấm 10 nhân ở đây cho sin của 80 độ để cho em thấy 9,85. Thì mình 9,85 mét nha. Khi đó chúng ta sẽ tính ra được góc alpha này. Nhìn này hình vẽ cho nó rõ. Đây, chúng ta cần phải tính AC. Thấy rõ chưa? Ok, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt trong clip sau. Thầy sẽ quay cho em ở chương cuối cùng ở trong cái bộ sách kết nối tri thức, đó chính là chương 8. Chúng ta học về các biến cố giao, biến cố hợp rồi đó. Chúng ta đọc trước nha. Bye bye các em nha. Rồi, chúc em học tốt. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh.
Ok. Họ làm đẹp đẹp. Đấy, đẹp luôn.